Chào anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của tôi Và trong clip ngày hôm nay thì tôi xin mời anh chị sẽ cùng tôi phân tích chi tiết về chính sách bán hàng áp dụng cho phân khu thấp tầng của Vinhome Ocean Park 2 cũng như là một số sản phẩm cực kỳ đặc biệt có thể thấy như như căn biển xanh 60, căn shop hào trên màn hình để anh chị có thể tìm hiểu để đầu tư Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về hai nội dung quan trọng Một là chính sách bán hàng, hai là quỹ căn để anh chị tham khảo Xin mời Chúng ta đang có cái hình ảnh tóm tắt về siêu chính sách của Vinhome Ocean Park 2. Mua nhà tặng xe. Và đặc biệt là anh chị nào mua những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2 có giá bán dưới 10 tỷ đồng thì anh chị sẽ được tặng một chiếc xe VinFast VF8 bản Eco có pin. Giá trị ở trên thị trường nó sẽ khoảng 1,3 tỷ. Còn với anh chị nào mà mua những căn nhà có cái giá bán trên 10 tỷ đồng thì anh chị sẽ được tặng xe VinFast VF9 bản Eco có pin. Giá bán ở trên thị trường sẽ là 1,9 tỷ đồng. Và cái giá bán để tính anh chị sẽ nhận món quà nào thì sẽ được tính theo cái giá hợp đồng mua bán hay là văn bản chuyển nhượng. Đó là món quà tặng mà phía chủ đầu tư Vinhome dành cho anh chị. Đầu tiên khi chúng ta áp dụng cái chính sách siêu chính sách này Thứ hai là cái chương trình cam kết thuê. Chương trình cam kết thuê này thì lưu ý với anh chị là chỉ áp dụng cho các cái căn có thông báo bàn giao hoàn thiện, tức là những cái căn nhà mà anh chị mua mà chủ tư hoàn thiện sẵn thì chúng ta sẽ có cái chương trình cam kết thuê này. Rất đơn giản thôi, phương án 1 thì anh chị sẽ giao căn nhà cho chủ đầu tư và nhận cam kết tiền thuê 6 tháng trên một lần. Với những căn từ 48 đến 55 mét thì chúng ta sẽ có 21 triệu một tháng. Những căn 77 mét sẽ có giá thuê là 27 triệu một tháng. Phương án 1 là sẽ giao chủ đầu tư đúng không ạ? Và 6 tháng nhận tiền thuê một lần theo cái đơn giá đây. Phương án 2 là anh chị tự vận hành, tức là chúng ta tự cho thuê. Thì sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán là những căn 48 đến 55 m là 20 triệu trên tháng và những căn 77 m thì sẽ có giá thuê là 25 triệu trên tháng đúng không ạ thì thường trong cái hai cái phương án này áp dụng cho anh chị mua hoàn căn nhà bản giao hoàn thiện ấy, thì mình nghĩ và em nghĩ là anh chị sẽ lựa chọn phương án 2 lý do tại sao lý do đó là cái giá tranh giữa nhà chúng ta giao chủ đầu tư và nhà chúng ta tự vận hành thì nó không nhiều có một triệu một tháng thôi với những căn nhỏ còn với cái căn 77m thì sẽ là 2 triệu một tháng, không hề nhiều đúng không ạ? Chúng ta chọn phương án 2 thì chúng ta vừa có nhà để chúng ta ở, à, chúng ta cho thuê, chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta vừa được giảm cái 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 dòng tiền à, vào trực tiếp vào giá bán, chúng ta giảm cái giá bán xuống. Ví dụ căn nhà 10 tỷ chúng ta được được trừ ví dụ như 600 triệu thì nó chỉ còn 9 tỷ 6 thôi, trong khi đó thì chúng ta vẫn có cái nhà đó để chúng ta cho thuê kiếm thêm tiền hay là chúng ta kinh doanh, chúng ta làm cái gì đó tự ý của chúng ta, rất là thoải mái đúng không ạ? Giảm trực tiếp giảm tiền vào giá bán rồi, giá, giá thuê vào vào giá bán ở căn nhà rồi, lại còn được vận hành nhà thì chắc chắn là anh chị sẽ chọn phương án 2 thôi. Đó là về chương trình cam kết thuê áp dụng cho những cái căn mà anh chị mua hoàn thiện. Còn với trường hợp mà anh anh chị không vay ngân hàng và thanh toán bằng vốn tự có khách hàng không vay ngân hàng đúng không? thanh toán theo tiến độ sẽ được chiết khấu 18% giá trước thuế và kinh phí bảo trì thanh toán theo tiến độ tức là ví dụ như 3 tháng hay là 6 tháng chúng ta đóng tiền một lần đúng không ạ còn thanh toán sớm 100% tức là anh chị thanh toán luôn tổng giá trị căn nhà trong vòng 15 ngày thì sẽ được chiết khấu 18% giống như thanh toán theo tiến độ nhưng mà sẽ được chiết khấu thêm 10% dòng tiền nữa thì ví dụ như anh chị gửi ngân hàng được khoảng 8% đúng không? thì chúng ta rút về chúng ta thanh toán sớm luôn thì được chiết khấu 10% dòng tiền còn cái thanh toán sớm thứ ba là được chiết khấu 7% dòng tiền thì tức là anh chị thanh toán sớm theo từng đợt nào đó thì sẽ nhân với số tiền này đó nó chỉ thế thôi khách hàng không vay anh chị nhé chiết khấu thẳng 18% vào giá bán trước thuế trước kinh phí bảo trì và thanh toán sớm sẽ được chiết khấu thêm dòng tiền cộng với 18% chiết khấu của giá bán nữa. Ví dụ như là một căn 10 tỷ thì chúng ta sẽ nhân luôn. Với một căn 10 tỷ đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhân với 18% là anh chị đã được chiết khấu 1 tỷ 8 tức là chúng ta à không chúng ta phải trừ trước thuế đúng không ạ trừ thuế trước chúng ta sẽ trừ thì còn 9 tỷ 9 tỷ nhân với 18% là có 1,62 tỷ. Thì tức là giá 9 tỷ chúng ta sẽ được trừ đi 1,62 tỷ. 9 trừ 1,62. Thực tế số tiền chúng ta bỏ ra đâu đó khoảng 7,38 tỷ cho một căn nhà trị giá 10 tỷ. Anh chị nhé 7,38 tỷ cộng với thuế thì nó sẽ đâu đó là khoảng 8 tỷ một căn nhà 10 tỷ thanh toán sớm thì chúng ta sẽ còn 8 tỷ anh chị, chiết khấu 18%. Đó, rất là dễ dàng. Và cái này chỉ áp dụng dành cho anh chị có sẵn tiền mặt thôi, hoặc là dòng tiền của anh chị về kịp trong thời gian ngắn thì chúng ta sẽ nhận cái chương trình này. Còn cái đặc biệt hơn, đây mới là cái chính sách chính này dành cho anh chị vay ngân hàng. Tại sao lại là chính sách chính? Và tại sao chúng ta hay dùng cái đòn cái, cái 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 chính sách này cái lý do là hỗ trợ vay thì đằng nào chúng ta đầu tư chúng ta cũng phải vay và ở đây là vay được tối đa 70% giá trị căn nhà ví dụ như là 10 tỷ chúng ta vay được 7 tỷ và hỗ trợ lãi suất 0% anh chị phần 0% có hai mốc một là 36 tháng nếu mà vay 0% trong 36 tháng thì tức là từ năm thứ tư trở đi chúng ta mới bắt đầu phải trả gốc và trả lãi và đặc biệt là từ năm thứ tư cho đến năm thứ trong trong từ năm thứ tư cho đến năm thứ 11 ấy, tức là trong vòng 7 năm thì cái lãi suất cố định mà anh chị phải trả không quá 8%, tức là cao nhất sẽ là 8%. Trường hợp mà lãi suất cao hơn thì phía chủ đầu tư họ sẽ trả cái tiền thiếu đó. Ví dụ như là 10% thì chủ đầu tư sẽ phải bù 2% vào cho anh chị. Họ khống chế ở cái mức là dưới 8%. Có trong trường hợp mà anh chị từ năm thứ tư đến năm thứ 11 chẳng hạn anh chị vay được nhiều hơn à, lãi suất thấp hơn. Ví dụ chỉ 6% thôi thì anh chị càng có lợi. Đây là chủ tư họ khống chế một cái mức lãi suất cố định ổn định. Để khi chúng ta đầu tư ấy, sau 3 năm nó là một câu chuyện à, nếu anh chị cần dùng tiền ở cái cái lĩnh vực khác mà chúng ta có thể nhân vốn nhanh hơn, sản xuất kinh doanh gì đó thì anh chị vẫn có cái 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 cái, cái sản phẩm bất động sản này để chúng ta à, có cái mức vay là chỉ có 8% thôi. Còn trường hợp thứ hai là anh chị vay trong thời gian là 24 tháng với lãi suất 0% thì anh chị sẽ được chiết khấu thêm 8% vào giá bán. Trong một cái phương án vay này thì cũng xin chia sẻ thật với anh chị là chúng ta sẽ chọn cái phương án vay tối đa. Tại vì cái phần vay 24 tháng với 36 tháng cách nhau 1 năm thì chúng ta vay luôn là 36 tháng. Tại vì là chiết khấu 24 tháng cộng với 8% thì cái tiền 8% thì trả lại cũng vậy thôi trả năm cuối mà cũng vậy thôi thành ra là chúng ta đầu tư thì vay càng nhiều càng tốt đấy là theo là cá nhân em nghĩ như vậy và bản chất như ví dụ như em đi mua các sản phẩm thì em cũng thường như thế vay được tối đa và quan trọng nhất thì sau 3 năm từ năm thứ tư đến năm thứ 11 là lãi suất cố định tức là anh chị đầu tư vào sản phẩm và áp dụng cái chính sách của Vinhome Ocean Park 2 trong những cái ngày cuối năm này thì chúng ta sẽ được những cái ưu đãi gọi là chưa từng có từ trước đến nay trong cái lịch sử làm bất động sản của em là gần chưa chưa có chưa có ai mà cho vay đến 36 tháng mà sau sau đó là cái lãi suất cố định luôn là dưới 8 phần trăm trong 7 năm tiếp theo từ năm thứ tư đến năm thứ 11 chưa có trước đây là chưa bao giờ có đây là đầu tiên cũng và lần đầu tiên và chắc cũng sẽ là lần duy nhất đây là chính sách dành cho anh chị dùng đòn bẩy tài chính hay là cần sự hỗ trợ từ ngân hàng ngoài ra thì một chương trình nữa cũng rất hay đó là chương trình trả góp nó sẽ phù hợp với những anh chị không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp mà chúng ta là cán bộ công nhân viên chức đúng không ạ thì áp dụng cho cái chương trình trả góp này sẽ như thế nào chúng ta vẫn được chiết khấu 18% vào giá bán đúng không chúng ta vẫn được vay ngân hàng nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái lãi suất cố định trong 2 năm đầu thì sẽ là 6%. Anh chị trả gốc trả lãi và lãi suất cố định 2 năm đầu là 6%. 8, từ năm thứ 3 trở đi sẽ là 8% trên năm. Đó, lãi suất rất thấp. Chúng ta đã có cái chiết khấu 18% và giá bán này rồi nhé. Mà chúng ta còn được hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu có 6% và 8% từ năm thứ 3 trở đi. Thì những anh chị nào có thu nhập dòng tiền cố định, ổn định trong vòng một tháng Ví dụ như hai anh chị làm cán bộ công nhân viên của bệnh viện, của trường học, giáo viên các thứ Mà lương của chúng ta đâu đó cố định khoảng 50 triệu, khoảng 70 triệu một tháng hai vợ chồng Thì chúng ta sẽ dùng cái chính sách này Cứ trả dần trả dần, ví dụ chúng ta vay trong 5 năm, kỳ hạn 5 năm chẳng hạn Thì chúng ta vay với cái lãi suất như thế này rất tốt và dòng tiền chúng ta trả dần thì sau một thời gian chúng ta sẽ chính thức sở hữu căn nhà với giá bán tốt bản chất đã chiết khấu 18 phần trăm giá trước thuế rồi và được vay một cách dài hạn với lãi suất thấp và cố định tổng gốc và lãi suất khách hàng và trả hàng tháng là theo cái mốc 6 phần trong 2 năm đầu 8 trăm kể từ năm thứ ba đây là chính sách bán hàng của Vinhome Ocean Park 2 một chính sách gọi là siêu chính sách và trong tất cả các cái chương trình này thì anh chị đều được tặng xe ô tô. Dù là anh chị không vay ngân hàng, tự thanh toán theo tiến độ, chúng ta vẫn được tặng xe ô tô. Và anh chị vay ngân hàng vay đến 70%, chúng ta cũng được tặng xe ô tô. Thì cái phần quà xe ô tô này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái căn nhà giá trị của căn nhà, nếu mà dưới 10 tỷ anh chị ạ. Dưới 10 tỷ thì sẽ là VF8 trị giá 1.3 tỷ và trên 10 tỷ thì sẽ là VF9. Trị giá 1.9 tỷ, chúng ta mua nhà tặng xe. Mua nhà là đã có xe đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn về một số sản phẩm để anh chị có thể tham khảo. Đầu tiên, đó là một siêu shop house. Tại sao gọi là siêu shop house? Vì đây là một sản phẩm rất đẹp một sản phẩm nằm ở trên mặt đường biển xanh rộng 35m với hai chiều xe và 6 làn xe một trong những cái trục đường trục chính của Vinhome Ocean Park 2 đối diện là cụm 9 tòa trung cư cao tầng chúng ta sẽ xem qua trên mặt bằng để anh chị dễ hình dung anh chị có thể nhìn thấy khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 đúng không ạ đây là tổng thể quy mô hơn 420 ha chúng ta có cái đường đại lộ san hô rộng nhất sau đó đến cọ xanh À, đến biển xanh là cái đường thứ hai kết nối từ vành đai 3.5 anh chị nhìn thấy đây nhé đường biển xanh nó rộng 35 m sẽ nối vào nối thẳng vào đây có phân khu cọ xanh Hải Âu và phía cuối này là đảo dừa kết nối với đường đại dương rộng 30 m cũng là trục chính chúng ta có cụm công viên trung tâm Empire Park bao gồm 9 tòa chung cư và công viên hàng cây số rộng dài hàng cây số của Vinhome Ocean Park 2 một trong những công viên lớn nhất trong tất cả các khu đô thị của Vinhome Ocean Park và ở đây có 9 tòa căn hộ cao tầng chung cư Matterize của đơn vị Matterize thì ở đây giá bán nó phải khoảng 80 đến trên 100 triệu một mét đúng không chúng ta có một sản phẩm tại sao gọi là siêu shop house chúng ta có căn 60 đây đối diện với thẳng sảnh chính của căn hộ tòa chung cư ở mặt đường biển xanh này Materise. Với cái việc mà vị trí ở mặt đường rộng 35 m đối diện với cụm chung cư nó đã là rất là ấn tượng rồi, rất dễ kinh doanh, tiếp cận hàng chục ngàn cư dân đúng không ạ? Mặt sau mặt tiền sau thì còn được bảo bảo lãnh bởi cái 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 lượng hàng nghìn căn thấp tầng ở phía sau, hàng nghìn cư dân ở đây đúng không ạ? Của phân khu cọ xanh đó ngay phía sau này phía sau lưng và đây là một căn shop house sở hữu hai mặt tiền vị trí cực kỳ đẹp đối diện cũng chung cư hai mặt tiền nằm ở mặt đường to và đặc biệt hơn thì cái căn shop house này có diện tích đất là 120 mét vuông đúng không ạ diện tích sàn của một tầng sẽ là 97 m anh chị nhé hình chữ nhật và 97 m mặt tiền là 6m x 20 là 120 m vuông diện tích đất chúng ta có lùi trước lùi sau thì cái phần xây dựng sẽ còn 97 m vuông xây dựng sàn tầng 1 rất rộng tổng diện tích xây dựng sẽ là 443,7 tầng tức là xây 5 tầng bàn giao thô có thang hướng cửa sẽ là đông bắc hướng cửa chính sẽ là đông bắc và tổng giá bán thì sẽ là 26,4 tỷ giá niêm yết còn anh chị nào thanh toán theo tiến độ sẽ chiết khấu 18% giá bán sẽ còn 21,6 tỷ. Ngoài ra, quà tặng là một chiếc xe VinFast VF9 trị giá 1,9 tỷ đồng. Đúng không ạ? Vị trí anh chị nhìn thấy. Rất đẹp, đối diện cụm tòa chung cư chưa xây, đúng không ạ? Mặt sau sẽ là các phân khu cọ xanh. Chúng ta mua căn này, chúng ta về có thể kinh doanh được ngay anh chị nhé phương án nào đó là chúng ta mua bây giờ thì chúng ta về bán trà đá thôi bán ăn sáng bán mì trứng bán phở bán cái gì đó phục vụ cho khoảng hàng nghìn công nhân họ sẽ đến đây họ làm việc và họ xây các cái tòa căn hộ chung cư này trong thời gian tới và làm công viên đó thì chúng ta chỉ cần phục vụ được cái lượng 1 phần 10 hoặc là 1 năm gọi là 5 phần trăm của cái số lượng công nhân đấy là lúc nào quán cũng phun người bán trà đá kết hợp với ăn sáng ăn trưa ăn tối cơm bình dân là rất đông khách chúng ta mua cái này chúng ta hoàn thiện khoảng 2 tầng hoặc là 3 tầng tầng 3 để ở để cho ví dụ như là người làm họ ở còn tầng 1 tầng 2 thì chúng ta sẽ sẽ làm quán ăn rất đông phục vụ cho công nhân là chính trước rồi cư dân thì sẽ tính sau bây giờ mình thực tế trước là chúng ta phải cần dòng tiền về chúng ta mua giả sử anh chị thanh toán sớm 100% chúng ta sẽ còn 21 tỷ thôi nó còn rẻ rẻ hơn cái giá của những khách hàng họ mua năm ngoái anh chị nhé năm ngoái ví dụ như một căn thường tương tự như căn 60 này đó là căn biển xanh 170 thì cũng cùng diện tích đất và giá bán gốc là 22,5 tỷ Đúng không ạ? Cộng với khoảng 2 tỷ rưỡi tiền tranh Thời điểm đấy là tranh nhẹ nhàng Là phải 2 tỷ rưỡi Tháng 5 2022 Bây giờ sau đâu đó khoảng hơn 1 năm rồi Gần 2 năm rồi Chúng ta mua với cái giá Mà anh chị thanh toán sớm chỉ có 21,6 tỷ Đã rẻ hơn đâu đó khoảng Gần 1 tỷ 1 tỷ Đây là 22,598 Thì gọi là, là 22 23 tỷ thì còn bây giờ là 21 à, 22,5 tỷ còn đây là 21,6 tỷ thì tương đương với 900 triệu có lẻ thì đó chúng ta đã rẻ hơn được 900 triệu rồi chúng ta còn cộng quà tặng là chiếc xe VF9 đâu đó khoảng 1 tỷ 9 nữa là đã là 2 tỷ 8 rồi rẻ hơn 2 tỷ 8 thực tế ở thị trường chuyển nhượng anh chị nhé thì đến cập nhật đến khoảng tháng 12 của năm 2023 thì với cái mặt đường biển xanh này chuyển nhượng sẽ giao dịch ở cái mức khoảng 22,5 tỷ. 100 trả 100% phun tiền mặt. Còn bây giờ anh chị mua hàng chủ đầu tư này, sau chiết khấu 18% chúng ta còn 21.6. Tặng một xe ô tô. Rẻ chưa? Rẻ hơn hàng chuyển nhượng. Chuyển nhượng là chúng ta cũng thanh toán khoảng 22 23 tỷ tiền mặt nhưng mà không có xe ô tô. Bây giờ chúng ta thanh toán uh, tiến độ hoặc là thanh toán sớm nó chỉ còn 21,6 tỷ thôi cộng với một chiếc xe ô tô 1,9 tỷ tức là 2 tỷ chúng ta đã lợi nhuận đâu đó khoảng 2 tỷ rưỡi khi anh chị mua bây giờ so với hàng chuyển nhượng đây là điều đặc biệt nó cái nào thì cũng phải thanh toán 100% còn anh chị nào sử dụng vay thì cái ưu điểm bây giờ chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền

chúng ta bỏ ra khoảng 7,92 tỷ tức là chưa đến 8 tỷ chúng ta sở hữu một căn shop house nằm ở mặt đường 35 m 6 làn xe đối diện với cụm tòa chung cư chưa hình thành chưa hình thành tức là nó còn tiềm năng tăng giá anh chị ạ cái quan trọng nhất của một bất động sản đó là người dân ở thật thì ví dụ như Vinhome Ocean Park 1 chỗ nào những căn những sản phẩm mà gần chung cư thì chúng ta thấy nó, nó rất dễ dàng kinh doanh. Ví dụ như ở Vinhome Central Park 1 San hô nó mặt chung cư mà. Nó gần chung cư nó dễ kinh doanh, ở đây cũng vậy. Cái lượng khách cái lượng cư dân ở thấp tầng thì chúng ta nếu kinh doanh phục vụ cho lượng cư dân ở thấp tầng thì thực ra họ không dùng nhiều dịch vụ bằng cư dân cao tầng được. Cư dân cao tầng thứ nhất là cái số lượng người nó nhiều hơn rất nhiều. nghìn hộ thấp tầng thôi nhưng mà ví dụ như là một tòa đã có 1.000 căn hộ cao tầng rồi. riêng một tòa đây 9 tòa cơ mà anh chị 9 tòa hàng chục nghìn cư dân trên một vạn dân đúng không ạ nó hơn hẳn chứ nên là cái việc mà chúng ta sở hữu một căn shop sở hữu đến hai mặt tiền pháp lý sở hữu lâu dài diện tích đất 120 m2 thửa đất rất vuông kích thước 6 x 20 mặt tiền 6 m rất rộng đối diện với cụm cụ tòa, cụm tòa trung cư cao tầng công viên chưa xây dựng và vin chắc chắn sẽ xây dựng trong một vài năm tới trong năm nay chẳng hạn khi mà cất móng lên thì cái chắc chắn là cái dãy shop house mặt đường biển xanh này tăng giá đầu tiên vì, vì nó đối diện với cụm trung cư còn khi hình thành bây giờ anh chị hình dung bây giờ nó chỉ có 21 tỷ cho thanh toán sớm 26 tỷ cho cho vay ngân hàng mà vay thì được hỗ trợ 0% trong 36 tháng. Còn không vay thì được chiết khấu 18 18%, chúng ta tính nhé. Chúng ta tính đơn giá bây giờ. Đơn giá bây giờ dành cho những anh chị mà thanh toán theo tiến độ đi. 21.6 Trừ đi cái xe 1.9 Chúng ta còn 19,7 tỷ Đúng không ạ? thực tế tính theo giá cả thị trường thực tế chúng ta bỏ ra 19,7 tỷ tại vì phải trừ xe giá trị của xe là 1,9 tỷ chúng ta phải trừ nó đi thôi vì giá bán thực tế nó đang là 1,9 chúng ta còn 19,7 tỷ chia cho 120 mét vuông đất anh chị nào mà thanh toán sớm theo thanh toán sớm hoặc thanh toán theo tiến độ không vay ngân hàng thì anh chị mua ký mới từ chủ đầu tư nó cũng chỉ có 164 triệu trên một mét vuông thời điểm bây giờ trước tết năm nay đúng không ạ 164 triệu một mét vuông có cái giá bán nào tốt hơn tại Vinhomotion Park 2 không không thể tốt hơn với cái mặt đường mặt đường 35 m và đối diện với cụm chung cư như vậy được ví dụ như sản phẩm thị trường chuyển nhượng chuyển nhượng bây giờ chúng ta sẽ chia thị trường chuyển nhượng đây là 164 triệu là chúng ta tính theo giá mà anh chị trả thẳng nhé, không vay ngân hàng. Trừ xe ô tô đi thì nó sẽ ra 164 triệu một mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ chia giá tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp. Lấy, lấy mức thấp nhất đi, 22.5. Chia cho 120, không có xe mà. 187 triệu. Tức là cao hơn Đâu đó 164, khoảng... Uh, chúng ta phải trừ thêm 187, trừ 164 23 triệu Cao hơn 23 triệu, hàng chuyển nhượng Giá cao hơn 23 triệu, so với hàng chủ tư Cực kỳ tốt chứ Giá là như vậy, chúng ta sẽ tính cái giá, tại vì cái bây giờ chuyển nhượng anh chị phải trả full tiền còn hàng chủ tư thay anh chị thanh toán sớm thì cũng là nó cũng tương đương với chuyển nhượng. Còn trường hợp anh chị vay chúng ta mới tính ở cái mức giá cao nhất mà trên số tiền chúng ta thực sự chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ ra có 7 7,9 tỷ. 7,92 tỷ tương đương với 30% đúng không? Tương đương với 30% của giá trị căn nhà này. Là 26 tỷ nhưng mà chúng ta được hỗ trợ lãi suất 36 tháng 3 năm sau thì chắc chắn cái giá ở đây nó sẽ nó sẽ không còn là cái mức nó sẽ không còn là cái mức ví dụ là chúng ta sẽ lấy 26.4 chia 120 220 triệu mét đúng không ạ chúng ta có 3 mốc giá chúng ta có 3 mốc giá anh chị nhé để mình viết lại cho anh chị ba mốc giá mốc giá đầu tiên là giá chiết khấu giá thanh toán theo tiến độ trừ xe trừ giá xe ô tô thì nó còn là 164 triệu trên mét vuông đúng không ạ shop house biển xanh base cái thứ hai là giá chuyển nhượng giá tại thị trường chuyển nhượng nó sẽ khoảng lúc lợi chúng ta chia ra rồi chúng ta tính uh, chúng ta định tính, tính theo đơn giá là 22.5 chia 120 nó sẽ khoảng 187 triệu trên mét vuông và ba là cái giá vay ngân hàng vay ngân hàng thì chúng ta chia cho đơn giá là 220 triệu trên mét nhưng chúng ta được cái gì chúng ta bây giờ giá vay ngân hàng thì chúng ta cũng phải trừ đi xe ô tô đã chúng ta sẽ tính lại cái đoạn này giá vay ngân hàng 26.4 đúng không ạ giá gốc trừ 1.9 còn 24.5 chia cho 120 Giá vay ngân hàng thực sự là 204 triệu. Sau khi trừ chi trừ ô tô. Trừ ô tô. Đó chúng ta có 3 mốc đúng không ạ? Cao nhất là 204 triệu. Nhưng thực tế vốn chúng ta bỏ ra cái trường hợp này vốn bỏ ra có gọi là 8 tỷ 7.92 tỷ. Vốn bỏ ra từng đấy thôi. Còn bây giờ giá thanh toán theo tiến độ này Thì cái nào là cao nhất Cao nhất có lẽ sẽ là giá vay ngân hàng Vay ngân hàng thì vốn chúng ta bỏ ra ít Cái giá vay ngân hàng này chúng ta chỉ tính được Ở trên cái lợi nhuận Chúng ta chỉ tính trên cái số tiền chúng ta bỏ ra thôi 7,92 tỷ thôi Bây giờ câu chuyện là Câu chuyện là 3 năm sau Sau thời gian hết hỗ trợ lãi suất chẳng hạn còn anh chị nào mà không vay ấy ba sau thì với mặt đường này mặt đường 35m đối diện cụm tòa chung cư công viên chín tòa chung cư Masterize đúng không giá sẽ là bao nhiêu với một căn shop hai mặt tiền sở hữu lâu dài có thể kinh doanh được ngay thậm chí là bây giờ anh chị cũng có thể kinh doanh được ngay hoặc cho thuê dễ dàng cho thuê dễ dàng cái mặt đường này cho thuê dễ lý do tại sao tại vì là Xung quanh đã có nhiều chủ nhà họ đang họ đang làm như kiểu là cửa hàng nguyên vật liệu này nội thất này rồi tạp hóa các thứ đầy đủ vậy giá sẽ là bao nhiêu chắc chắn nó sẽ có đơn giá đâu đó khoảng sau 3 năm nó sẽ rơi vào khoảng 200 60 đến khoảng 280 triệu trên mét vuông cao nhất hiện tại chúng ta đang là 204 triệu đúng không ạ tại sao lại có giá như vậy tại vì cái cụm tòa trung cư sau 3 năm sau nếu nó lên hình thì chắc chắn giá bán tăng kinh tế đang phục hồi với một sản phẩm như vậy, giá như vậy thì cái việc mà nó lên đâu đó khoảng 30% lợi nhuận trên một năm là điều hết sức bình thường đúng không ạ và với sản phẩm như vậy thì nó cũng không phải dành cho số đông được sẽ dành cho những anh chị nào mà thực sự quan tâm thực sự là mong muốn sở hữu sản phẩm này với pháp lý sở hữu lâu dài tiềm năng tăng giá và thực tế thì chúng ta nếu mà chị vay chúng ta bỏ ra 30 phần trăm thôi Ví dụ như mức cao nhất là 204 triệu trên mét vuông giá tăng coi như thấp nhất thì chúng ta vẫn lãi được 40 triệu một mét đúng không ạ chúng ta vẫn lãi được 40 triệu một mét tức là bây giờ mua 26 tỷ đúng không ạ 26 tỷ mà 40 triệu một mét Nó rơi vào khoảng 5 tỷ Thì căn shop này sau khoảng uh, 3 năm thì nó sẽ có giá bán chắc chắn Trên 30 tỷ Tại vì uh, em đã làm về Bất động sản cao cấp rất nhiều rồi Và đặc biệt Cái bất động sản mà gọi là lợi nhuận Và dòng tiền ấy, thì Vingroup luôn đứng đầu Với những cái vị trí sản phẩm Đặc biệt như vậy Có thể nói là giới hạn hai mặt tiền đối diện cụm chung cư ai cũng mong muốn sở hữu một vị trí rất đẹp pháp lý sở hữu lâu dài ai cũng mong muốn sở hữu thì với cái việc tăng giá đâu đó khoảng nhân hai thì chắc chắn là trong vài năm tới là không có khẳng em khẳng định là không có nhưng mà cái việc tăng từ 30 phần trăm trở lên đúng không thì chắc chắn là xảy ra chắc chắn với những vị trí mà còn đang có 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 cái trạng thái để tăng trưởng nó còn đang có trạng thái để tăng trưởng, nó còn có khu đối diện 9 tòa chung cư và cụm công viên này chưa làm, tổng sẽ là 17,2 hecta chưa làm gì đúng không? Nếu mà chỉ cần cất móng khởi công một vài tòa chung cư thôi thì nó đã là một cái cái sự một cái nấc tăng giá mới rồi, sau đó nó cứ tăng dần. Và chắc chắn để phục vụ cho hàng vạn cư dân của Masterize căn hộ cao tầng thì cái việc mà chúng ta sở hữu một bất động sản với giá trị mà anh chị thanh toán sớm bây giờ nhé thanh toán theo tiến độ có 164 triệu một mét vuông là quá rẻ đúng không cái việc nó tăng nó nó, nó tăng lên khoảng 206 đến 207 sau 3 năm nữa là hoàn toàn khả thi một sản phẩm vị trí mặt đường lớn 35 m 6 làn xe hai chiều đường về hè 5 m mặt tiền trước đối diện với đường biển xanh cụm trung cư và cụm công viên lớn nhất của Vinhome Ocean Park 2 quy mô 17,2 hecta mặt sau thì được cư dân của phân khu cọ xanh này họ bảo lãnh được. hàng nghìn cư dân của cọ xanh này, họ bảo lãnh đúng không hai mặt đều kinh doanh được shop hai mặt đều kinh doanh được hai mặt tiền mà rất ít sản phẩm có hai mặt tiền đúng không phía trong chúng ta chỉ có những căn liền kề thôi còn cái hai mặt tiền gần như giới hạn một sản phẩm giới hạn anh chị nào quan tâm về sản phẩm biển xanh shop house siêu shop house này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em vinh qua số hotline trên màn hình với giá bán cực kỳ hời bây giờ Đó. thì anh chị uh, liên hệ trực tiếp với em qua số hotline trên màn hình ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một sản phẩm khác chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sản phẩm về phân khu sao biển gần như là các cái giỏ hàng này anh chị có thể để ý trên mặt bằng ví dụ sao biển 1104 nó là căn ở ngay đầu dãy rồi nó gần Vincom gần đường vành đai gần cụm sau hao thương mại dịch vụ đúng không ạ sao biển 1106 thì hàng xóm của 04 nó là một cặp sao biển 11 11 thì nó cũng ngay đấy cùng một cái 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 đầu dãy sau biển đấy anh chị nhé bao giờ một cái dãy cái dãy nhà liền kề này những cái căn ở đầu dãy đúng không ạ ở hai đầu dãy thì nó mình khi mình di chuyển ấy, mình thoát mình đến cái điểm này điểm kia nó rất là tiện và nó cũng có cái giá bán tốt hơn dễ thanh khoản hơn những cái căn ở giữa những căn ở giữa thì nó kiểu nó xem xem giống nhau những căn ví dụ căn áp góc và căn góc nó đã khác nhau rồi những căn áp góc và những căn thường ở phía trong nó đã khác nhau rồi thì những cái căn như là sao biển sáu này rồi 11 này nó ở ngay đầu nó gần áp góc thì là vị trí rất đáng đầu tư và phù hợp với cho anh chị với giá bán cũng kỳ tốt bên cạnh đó là quà tặng xe luôn áp dụng à, giả sử căn sau biển 1106 chẳng hạn chúng ta có 67,5 mét vuông đất 281,8 mét vuông xây dựng khẩu thô có thang hướng cửa Đông Bắc tổng giá là 11,9 tỷ còn anh chị nào trả thẳng theo tiến độ sẽ là 9,7 tỷ 9,7 tỷ chúng ta còn được thêm một cái ô tô về đi nữa ví dụ anh chị uh, vay ngân hàng thì sẽ được hỗ trợ uh, lãi suất 0 phần trăm 36 tháng đúng không với giá 11,9 tỷ và ký hợp đồng mua bán giá này ký hợp đồng mua bán giá này thì chúng ta sẽ được tặng xe VF9 còn nếu mà anh chị nào thanh toán theo tiến độ mà anh chị trả thẳng ấy thì chúng ta chỉ được tặng xe VF8 thôi vì cái giá bán căn nhà nó nó xuống dưới dưới 10 tỷ rồi đúng không đó rất là hay là chỗ đấy tiếp tục thì chúng ta có thể so sánh như thế này, một sản phẩm. Một căn shop house, một căn shop house của sao biển 1287. Vị trí thì anh chị có thể nhìn thấy nó nó gần từ căn nhà này có thể view ra công, công viên anh chị nhá. Từ căn nhà có thể view ra công viên rất gần công viên, hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng. Kết nối tiện ích rất dễ dàng. Giá gốc là 11,4 tỷ. Giá thanh toán theo tiến độ hoặc thanh toán sớm là 9,3 tỷ. Thực tế thì trên thị trường của tháng 5 2022 cách đây hơn một năm thì một căn 67,5 m này sẽ có giá bán gốc là 9,4 tỷ. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn cộng 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 một cái phần tranh nữa. Thì cái giá bán nó cũng không bao giờ nó nó dưới cái giá hiện tại cái giá bán vay của chủ đầu tư. Có bây giờ anh chị mua chuyển nhượng lại một căn 67,5 m này thì nó cũng phải hơn 8 tỷ hơn 8 tỷ anh chị ạ. Chúng ta mua giá mới thì sẽ là hơn 9 tỷ, chúng ta sẽ được tặng xe 1 tỷ 3. Còn nếu mà anh chị mua chúng ta có một uh, sản phẩm. Anh chị mua ký mới chúng ta sẽ có xe ô tô để chúng ta đi. Với những cái gia đình trẻ anh chị nào có cái số tiền đâu đó khoảng 10 tỷ để mua một căn nhà, ô tô đậu cửa đúng không? Chính sách hỗ trợ chúng ta không phải trả tiền luôn, chúng ta sẽ sử dụng các gói vay. Chúng ta có một cái chính sách rất tốt đến từ chủ tư Vinhome. Thực ra thì khi mà anh chị mua chuyển nhượng chúng ta cũng phải thanh toán 100% tiền mặt. Thì cái giá chuyển nhượng của thị trường thứ cấp ấy, thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều so với cái giá của chủ đầu tư đâu. Nhưng mà mua của chủ đầu tư chúng ta được quà tặng chúng ta được chính sách hỗ trợ và bây giờ thì cái hàng bán mới của chủ đầu tư đang cực kỳ tốt để anh chị có thể tham khảo đầu tư bây giờ chúng ta sẽ xem một hai sản phẩm nữa đó là cọ xanh căn 20 thì bán rồi chúng ta sẽ xem căn cọ xanh 1304 vị trí cực kỳ đẹp anh chị ạ. nằm đối diện với công viên cọ xanh từ căn nhà thì view ra công viên luôn từ căn nhà cọ xanh này chúng ta sẽ sẽ view ra công viên với 70 mét vuông đất và giá bán của cọ xanh 154 này của tháng 5 2022 sẽ có giá bán 9,4 tỷ đúng không ạ? Còn giá bán của năm nay sẽ là 9,9 tỷ dành cho anh chị không vay thanh toán theo tiến độ. Chúng ta được tặng thêm một chiếc xe VF8 1,3 tỷ nữa. 99 chỉ 1.3 là còn 8.6. 7.6 99A88888.6. À Chúng ta còn 8.6 tỷ. Giá rẻ hơn rất nhiều. Bản chất giá bây giờ cái giá đơn giá bây giờ và cái đơn giá cách đây khoảng hơn 1 năm gần 2 năm nó cũng không khác nhau nhiều. Vì uh, anh chị mua đúng cái thời kỳ có thể nói là giai đoạn đỉnh sóng. Chúng ta vừa phải mua cái giá giá chủ đầu tư đúng không ạ? chúng ta phải bỏ ra cho tiền chủ đầu tư chúng ta còn phải mua bỏ ra thêm tiền tranh nữa tranh cả tỷ bạc tùy từng sản phẩm vài tỷ cũng có nhưng mà bây giờ quay trở lại thì anh chị uh, mua hàng ký mới của chủ đầu tư sẽ được chiết khấu 18 phần trăm giá bán tức là chiết khấu từ 12,1 tỷ về còn 9,9 tỷ Và nếu anh chị nào còn uh, không trả thẳng luôn chúng ta sử dụng gói vay bỏ ra 30 phần trăm của 12 tỷ khoảng 4 tỷ thôi 4 tỷ 050 triệu còn lại thì chúng ta sẽ vay 8 tỷ thì anh chị sẽ được hỗ trợ lãi suất 0 phần trăm trong 36 tháng 3 năm sau 3 năm sau là một câu chuyện rất dài nó là 1 phần 3 của thế kỷ 1 phần 3 của thập kỷ nên nó nó rất là khác và anh chị quan tâm về các cái sản phẩm dưới 10 tỷ đồng chẳng hạn, tại uh, Vinomotion Park 2, quỹ hàng của chủ đầu tư với chính sách bán mua nhà tặng xe thì anh chị vui lòng liên hệ với em Bình qua số hotline trên màn hình. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái giỏ hàng khác của đơn vị uh, Matera các vị trí như anh chị có thể nhìn thấy cực kỳ vip. Những cái căn đối diện với ví dụ vị biển thiên đường Paradise Bay chẳng hạn, những căn uh, góc, những căn góc đối diện với cụm chung cư của thời đại những căn góc đối diện với công viên những căn góc của mặt đại lộ bốn mùa những căn đẳng cấp nhất thì anh chị cũng có thể của Vinhome Ocean Park 3 anh chị nhé liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình còn với Vinhome Ocean Park 2 thì chúng ta có những căn mặt đường đại lộ san hô đúng không ạ quỹ hàng của đơn vị Maturize thì chính sách nó không có gì đặc biệt chính sách rất là đơn giản thôi và đây, ví dụ chính sách là hỗ trợ lãi suất tài vay 80% trong thời gian 24 tháng. Còn anh chị nào thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 12% của giá bán. Đó, có hai cái đấy thôi. Đơn vị Master bán Vin 3 thì và Vin 2 nó chỉ có hai cái cái chính sách đấy thôi. Nên là chúng ta có thể thấy cái chính sách của chủ đầu tư vẫn là một chính sách có thể nói là tốt nhất tốt nhất để anh chị đầu tư ngay hôm nay. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm của Vinhome Ocean Park thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đặc biệt là những sản phẩm trong quỹ hàng được áp dụng chính sách đến từ chủ đầu tư Vinhome hỗ trợ vay lãi suất lên đến 0% trong thời gian là 36 tháng, vay tối đa là 70%. Còn anh chị nào không vay sẽ được chiết khấu 18% vào giá bán. Ngoài ra cái chương trình trả góp thì anh chị sẽ được chiết khấu 18% vào giá bán. Bên cạnh đó thì sẽ được hỗ trợ lãi suất cố định 6% trong 2 năm đầu và 8% cho các cái năm tiếp theo. Còn anh chị nào mà vay ngân hàng sẽ bỏ ra 30%, vay 70%, hỗ trợ tối đa lãi suất sẽ là 0% trong 3-6 tháng. Và từ năm thứ tư trở đi là anh chị phải trả gốc lãi thì cái lãi suất cố định của cái vấn đề trả gốc lãi của số tiền vay sẽ là 8% từ năm thứ tư đến năm thứ 11. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip rất là dài về Vinhome Motion Park 2, phân tích rất là kỹ cho anh chị để có thể có tìm ra một cơ hội đầu tư và thời điểm này là thời điểm đầu tư đúng đắn nhất. Lý do là thị trường đang trở nên ấm hơn và các nhà đầu tư, các dòng tiền, luật bất động sản cũng đã căn bản hòm hòm rồi tháng 1 2025 tức là khoảng một năm nữa chính thức ban hành rồi thì cái giai đoạn này nó đang là giai đoạn gần như là có những cái bước đi đầu tiên của đỉnh núi mới thì chúng ta phải đầu tư ngay từ bây giờ để có lợi nhuận trong tương lai Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn à, clip rất dài về chính sách và quỹ hàng của Vinhomotion Park 2 Xin chào và hẹn gặp lại